Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay Mickey Sudo xin test một combo sản phẩm mic, đó là mic AQ210 và bản mixer F4 Yamaha Bluetooth. Và sau đây em sẽ test thử một ca khúc để cho anh chị đánh giá chất lượng về cái bộ sản phẩm này anh chị nhé. Ở đây thì em sẽ kết nối với điện thoại mở nhạc bằng Bluetooth và em sẽ test một ca khúc có tựa đề Sợ Phải Kết Thúc. Ra đi thật xa bọn tôi ở lại, điều thuốc anh tan khi nghĩ về em, thật đớn đau lòng khi thấy em khóc giường quá vô vọng. Anh đã nhiều lần hỏi em rằng tại sao, câu trả lời chỉ khiến tiếng anh thêm nghẹn ngào. Nào ai muốn làm người thầm lặng sao, nhưng vì yêu quá nên anh chọn những đớn đau. Sợ mình phải kết thúc rồi hai người hai lối riêng, tình mình còn đang ấm lên sao vội buông tay nhau muôn phiền. Đoạn đường đi sau đó chẳng có anh kề bên, phải quên dần những thói quen và sợ rằng sẽ ôm lấy em, để rồi họ ôm lấy em, mình anh nói yêu quạnh. Chẳng biết phải làm gì khi em muốn buông tay, quên thức chuyện tình yêu ta bấy lâu nay. Rồi ok, xin cảm ơn tất cả anh chị rất nhiều. Em sẽ giới thiệu qua các cái ưu điểm của bộ sản phẩm này cho anh chị cùng đánh giá. Đầu tiên thì về cái mic AQ210 này, thì theo như em đánh giá thì cái con này nó rất là ấm, thiết kế thì nó sẽ rất là mới lạ và sang trọng, cái màu đen nó toát lên một cái vẻ sang trọng. Tiếp theo nữa là bán mixer kết nối Bluetooth thì nó sẽ tiện lợi hơn khi chúng ta mà sử dụng kết nối nhạc với điện thoại mở nhạc nhé, thì nó sẽ tiện lợi hơn. Khi anh chị mua bộ sản phẩm này thì nó sẽ gồm đầy đủ tất cả, có mic này, bán mixer, chân đỡ mic, màng lọc, dây mic loại tốt, dây chia tai nghe cũng là loại tốt, và jack truyền đổi toàn là loại xịn luôn anh chị nhé. Bên em sẽ tặng cho anh chị một cái tai nghe để anh chị đeo vào tai, và một cái chân kẹp điện thoại để anh chị có thể kẹp điện thoại, và một dây để chúng ta có thể lấy nhạc với điện thoại khi mà chúng ta không kết nối bằng Bluetooth. Anh chị có thể qua địa chỉ tại bên em, số 10 ngõ 330 Nguyễn Trãi để anh chị thử hàng. Còn anh chị ở xa thì bên em sẽ test hàng và gửi cho anh chị. Anh chị nhận hàng, kiểm tra đúng hàng, đủ hàng rồi anh chị thanh toán nhé. Xin cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.